Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những con giáp may mắn nhất trong ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 dương lịch. Và đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Điểm mặt gọi tên những con giáp may mắn nhất trong ngày Giáng sinh năm 2022. Giáng sinh sắp cận kề và khi tiếng nhạc chào đón ngày lễ Noel vang lên thì những con giáp này sẽ bất ngờ nhận được lộc trời ban. Vào ngày này, công việc, tình cảm và tài chính của các bạn đều hết sức thăng hoa. Đối với những người đi làm hưởng lương, có khả năng cao là sẽ được cấp trên cất nhắc, nâng đỡ lên một vị trí mới. Còn với những bạn buôn bán kinh doanh tự do thì ngày hôm nay sẽ đắt hàng như tôm tươi. Vì thế tiền bạc cứ xếp hàng mà nhảy vào túi. Về phương diện tình cảm, người còn đang độc thân nếu ra đường đi chơi lễ thì sẽ có cơ hội bắt được người yêu như ý, hạnh phúc cứ thế đong đầy. Tóm lại là những con giáp này sẽ được tận hưởng cuộc sống sung túc, thảnh thơi với nguồn tài chính không nhỏ, tiền đầy túi, tình đầy tim. 1. Tuổi Sửu. Xem tử vi ngày Giáng sinh 25 tháng 12 dương lịch, những người tuổi Sửu may mắn là được lục hợp quý nhân che chở. Vận trình ngày mới của người tuổi Sửu khá yên bình, công việc tiến hành thuận lợi, khả năng ứng biến linh hoạt mang tới nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn. Tuy nhiên, bạn làm gì cũng cần tỉ mỉ và thận trọng, đừng chủ quan lơ là kẻo mất điểm trước ban lãnh đạo. Chỉ cần một sai phạm cũng có thể phá hủy hết nỗ lực trước đó của bạn, khiến bao công sức gây dựng đổ sông đổ biển. Ngày này, tình hình tài chính của bạn cũng rất khả quan, các nguồn thu nhập ào ào đổ về nhà, không phải lo lắng về chuyện chi tiêu. Vấn đề tình cảm cũng hanh thông tốt đẹp, bởi dù là bạn hay nửa kia thì đều luôn cố gắng vun vén mối quan hệ bền vững. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh. Vòng sẽ giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Là tuổi Dần. Trong dịp lễ Giáng sinh của 12 con giáp, nhận thấy thực thần xuất hiện trong lá số tử vi của tuổi Dần chính là lời khẳng định rằng bản mệnh đang đi đúng hướng trên con đường kiếm tiền làm giàu của mình. Cát tinh này giúp bạn nhanh trí nhận ra xu hướng nào phù hợp với mình hiện tại, giành được lợi thế dẫn đầu. Bản mệnh càng sời lời thì trời càng cho, tiền bạc cứ hết lại có, chẳng phải đau đầu vắt óc nghĩ cách kiếm tiền. Tài chính dư giả cũng giúp các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Nhờ vậy mà bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tương lai, thêm tự tin để theo đuổi đam mê. Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi hàn gắn mâu thuẫn tình cảm. Tình yêu ngày càng thăng hoa tuyệt vời, bạn và người ấy đang trong giai đoạn mặn nồng nhất của tình yêu, dường như là không có điều gì chia rẽ được hai bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Thìn. Đúng ngày Noel 25 tháng 12 dương lịch, tuổi Thìn lâm tượng tam hợp thái tuế, vận khí hanh thông gấp nhiều lần so với thời gian trước đó. Theo đó, công việc gặt hái nhiều thành tích đáng nể, gặp khó khăn thì có quý nhân phù trợ, dù việc lớn hay nhỏ đều đạt được kết quả khả quan. Về tài vận, thu nhập trong tháng có xu hướng là tăng lên, đa phần đến từ chính tài, thứ tài thì chưa ổn định, nên tập trung phát triển công việc hiện tại hơn là ôm đồm những việc phụ, ngoài luồng khác. Đây đã là thời điểm cận kề cuối năm Nhâm Dần 2022, đồng thời cũng là lúc để người tuổi Thìn gặt hái thành quả xứng đáng trong sự nghiệp sau bao tháng ngày nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi. Được quý nhân tam hợp nâng đỡ, công việc trong tháng tiến hành suôn sẻ, đầu xuôi, đuôi lọt, hầu như là chỉ cần làm theo kế hoạch là bạn đã có được kết quả lý tưởng, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Vận khí hanh thông giúp tinh thần làm việc của tuổi Thìn thêm hăng say và nhiệt huyết, vì thế mà mưu sự càng dễ thành, có thể tính toán chuyện lớn, mạo hiểm một chút cũng không thành vấn đề.
Đường quan lộ đang thênh thang rộng mở, chào đón những ai thực sự cầu thị và có chí tiến thủ. Dù là nhân viên bình thường hay người đã có chức vụ trong tay, chỉ cần bạn thực sự mong muốn và phấn đấu, con đường thăng tiến ngày thêm thuận lợi. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ. Với tuổi Tỵ nhờ thiên tài nhập cục, con giáp này có vận may về tiền bạc, chẳng phải vất vả nhiều mà tài chính vẫn rủng rỉnh. Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ trong hôm nay vô cùng thuận lợi, hanh thông. Càng những ai làm kinh doanh dịch vụ thì hôm nay sẽ càng là cơ hội để hái ra tiền, mang lại khoản thu nhập khủng. Nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Cát khí trong ngày sẽ giúp xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Dù vậy, bạn cũng không nên mù quáng chạy theo xu hướng, bởi những thứ xu hướng thì chỉ có tính nhất thời, rồi đến một thời điểm sẽ trở nên lạc hậu và bị đào thải. Trong tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022, vận trình của người tuổi Tỵ khởi sắc trông thấy. Nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối, công việc dù khá nhiều và áp lực, nhưng được hỗ trợ từ cả cấp trên và cấp dưới, nên đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thậm chí còn được khen thưởng bất ngờ. Tinh thần làm việc hăng say mang tới cho những chú rắn nhiều thành quả tốt đẹp. Trong ngày lễ Noel này, với người làm kinh doanh buôn bán thì đây là tháng tất bật, nhiều đơn hàng tới tấp, cảm giác việc không lúc nào hết, việc nọ nối tiếp việc kia. Yên tâm là cuối tháng sẽ được đền bù xứng đáng bằng vật chất. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thân. Người tuổi Thân được tam hợp cục che chở nên trong dịp lễ Giáng sinh này luôn trong tâm thế sẵn sàng để đón nhận bất cứ thử thách nào trong hôm nay. Cơ hội về việc làm và thăng tiến đang mở rộng trước mắt bạn. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian hơn. Cũng trong ngày này, bản mệnh còn có cơ may đón tài lộc dồi dào. Con giáp này vừa biết cách kiếm tiền lại biết cách quản lý, tích lũy, nên sau một thời gian tích cóp đã được một khoản không nhỏ. Nhìn chung là những ngày sắp tới sẽ không phải lo lắng nhiều về vấn đề chi tiêu. Kim sinh thủy báo hiệu tình cảm khởi sắc, vận đào hoa của con giáp nở rộ, bản mệnh được nhiều người khác phải yêu mến, để mắt tới, nên đây chính là cơ hội để tìm một nửa ưng ý cho mình. Hãy mở lòng mình hơn nhé! Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra những con giáp may mắn nhất trong ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 dương lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!